Rồi, lời đầu tiên xin chào tất cả các anh cần thủ đam mê câu cá từ miền Nam miền Bắc. Hôm nay em tiếp tục lên cho anh em một clip clip này chuyên về cần câu, cần này toàn là cần phép thôi nên giá nó khá là sinh viên. Rồi, anh em nào mua hàng của em á, thì anh em có thể kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi mà không như clip em quay á, anh em có thể trả lại. Em bán hàng thì em có thể ship toàn quốc. Số điện thoại em có để trên clip, anh em nào cần thì liên hệ với em. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem nha. Rồi, đếm vô cây thứ nhất cho mọi người xem nha. Cây thứ nhất là một cây hàng bãi nội địa Nhật, có độ dài là 6,3 m, có tổng cộng là 9 lóng, nặng là 120 g. Đây, đọt là 0,7 ly, độ cứng là từ 1 h đến 1 h rưỡi. Đây, đọt nó khá là quẻo dẻo nha mọi người. Đây, đọt nó khá là dẻo, đọt này mà dìu cá là bao phê luôn. Chung cây này là cây hàng bãi đó, nhưng ngoại hình mới gì khá là hiếm nên cây là cây phíp. Đem tháo lóng cho mọi người xem đó. Lóng là chất liệu là bằng phíp nha mọi người. Phíp đây, đọc ở đây đó, ngoại hình khá là ok nha. Ngoại hình con này tầm khoảng rơi vào khoảng 95%. Đây, đọt rất là dẻo. Chắc là phíp, mà phíp này là phíp đỏ nha mọi người, phíp tốt. Đó. Thu gọn cây này ha, cây này thu gọn tầm khoảng 57 cm. Đó. 3,6 m thu gọn 57 cm, đọt 1 h, 1 h 1 h rưỡi, khá là búng nha. Cây này diều cá là bao phê. Rồi, đây cái thứ nhất nha mọi người, giá công khai luôn, giá bèo nhèo, giá cực kỳ sinh viên cho anh em chơi luôn, giá 150 k cộng ship đó. Cây thứ nhất 150 k cộng ship đó. Rồi, tiếp theo là cây số 2. Cây này còn khá là mới, cây này em đảm bảo với anh em phải còn 95% ăn lên. Cây này 4,2 m, thu gọn là 55 cm, đọt là 0,8 ly, độ cứng là từ 2 h đến 2 h rưỡi, cân nặng là 200 g đó. Đọt gốc là hình như 25 ly. Đây, đọt nó đây, đọt nó cứng hơn cây kia một tí, cứng hơn cây số số 1 một tí, cây cây số 2. Đây. Đây, đọt nguyên zin nha mọi người, đó. Không lỗi. Ngoại hình khá là ok, đảm bảo với anh em cây này ngoại hình tầm khoảng 95%. Đó. Đây, đó. Em rút lóng cho người xem. Đó. Đó. Đọt này là đọt đặc nha mọi người. Đây, đọt đặc. Ngoài hình em đó đây, còn khá là ok. Đó. Xuống như mình xem. Không sức nhiều. Rồi, giá công khai một cây luôn, cây cây số 2 nha mọi người. Đó, giá công khai là 200 k cộng ship. Giá chiếc này em bán bèo nhèo luôn. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 sẽ là cây lóng dài nha mọi người. Đây, cây số 3 đây tí. Cây số 3. Cây số 3 có độ dài là 336 m. 3,6 m. Đó. Cái đọt là đọt 2 ly nha mọi người, đọt nguyên zin 2 ly. Đó. Độ cứng tầm 3 h đến 3 h rưỡi. Khá là búng nha.
Cây này ngoại hình cũng khá là ok. Đó. Cây này nặng là 150 g, 6,3 m, thu gọn là 100 cm. Đây, lấy lóng cho mình xem. Chất liệu vẫn là bằng thép nha mọi người. Chứ này em lên là toàn là hàng bằng thép thôi. Đây, đọc ra đây. Đọc lên zin nha. Đó, ngoại hình khá là ok nha, em soi cho mọi người xem. Đó. Cây số 3 có giá 150 k. Đó, giá ok luôn. Rồi, tiếp cây số 4 nha mọi người. Cây số 4. Cây số 4 thì độ dài là 4,5 m. Cây nói với cây số 3 là một cặp nha. Đó. 4,5 m, thu gọn vẫn là 100 cm, nặng là 250 g. Nó đọc cái ngọn đọc 2 ly. Độ cứng là từ 3 m, từ 3H đến 3H rưỡi. Tất cả các lóng đều ok, không lỗi. Anh em về anh em có thể kiểm tra nha. Hàng nào lỗi thì anh em báo gửi lại em. Bao đổi trả. Tất cả các lóng đều ok hết. Đó. Đây, đọc nguyên zin nha mọi người. Đó. Chất liệu là bằng thép. Thép là thép đỏ nha. Đó. Cây này cây số số 4. Cây số 4 có giá là 200 k nha mọi người, 200 k cộng ship 4,5 m, hàng bãi bãi Nhật. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Giờ mấy cây qua đây chứ. Đây cây số 5 là 4,5 m, có tổng cộng là 5 lóng. Càng khô xinh gì đó. Chả biết. Nhìn khá là ok. À, thu gọn vẫn là 100 cm, nặng là 200 g. Đọt là 1 ly 6. Có độ cứng tầm 3H nha mọi người. Cây này có độ cứng tầm 3H. Nguyên zin nha, nguyên zin. Độ cứng nó tầm 3H. 3H tới 3H rưỡi nha. Khá là ok. Đây em tháo lóc cho mọi người xem. Đây, cây này cây phích đỏ. Đây, đóng ra đây. Đó. Đó, hàng này em chưa vệ sinh nha mọi người, nó bị bụi bặm tí. Đó. Anh em về có thể tháo ra kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng không như em giới thiệu hoặc lỗi. Dập, anh em có thể trả lại cho em. Đó. Cây này có giá là 150 k đây nha mọi người. Cây số 5 có giá 150 k. Rồi. Tiếp theo sẽ một cây số 6. Cây số 6 hàng đẳng cấp, hàng này hàng đai hoa nha mọi người. Đó, hàng đai hoa. Độ dài là 5 m nhân 9 lóng. Độ dài là 5 m nha mọi người. Đây, cây này độ dài là 5 m, thu gọn là 70 cm, nặng là 400 g. Đọt là 0,8 ly. Đó. Độ cứng là từ 2H đến 2H rưỡi. Đây đọt đây, đọt nguyên zin. Cây cây hàng có tay qua nha mọi người. Từ 2H đến 2H rưỡi. Đây hàng tay qua nha. Hàng tay qua hàng nội địa Nhật. Đây chui cầm đây. Đó, đít nó làm dặn ra rất là đẹp. Cây này ngoại hình tầm khoảng 90 95% 90%. Đó, thước đỏ khá là ok. Đây, đọt nó là đọt đặc nha mọi người. Đọt này đánh là bao phê. Đó. Rồi, giá cây cần đai hoa dài 5 m,
giá công khai luôn 200k cộng ship, nó bán giá bèo nhèo luôn. Hàng đây qua hàng phép giá quăng giá 200k cộng ship đó. Cây này là cây số đúng năm, cây số 6 đó, giá 200k cộng ship, hàng hàng tay qua nha mọi người. Ngoại hình em đảm bảo, ngoại hình là tầm khoảng 90-95% đó, hàng không như giới thiệu thì trả lại cho em. Rồi cây số 6 cái giá 200k cộng ship. Cây này là cây số 7, hãng thương hiệu gì cũng chả biết luôn, biết là hàng bãi Nhật. Cây số 7 thì dài là 5m2, thu gọn là 90cm, nặng là 350g, đọt là 0,6 ly, độ cứng là từ 1h5 đến 2h. Đây, 1h5 đến 2h nha mọi người. Đây, đọt nguyên zin nha, khá là ok. Ngoại hình con này còn cá là ok nha mọi người, tầm khoảng 85%. Đây vẫn là phép, chắc đều là phép. Anh em có thể kiểm tra hàng trước khi thanh toán, hàng không giống như em giới thiệu như vậy thì trả lại cho em. Đây đọc ở trên sẽ là đọc bọng nó. Rồi, giá công khai cây luôn, giá công khai 150k cộng ship. Cây số 6 150k cộng ship, độ dài là 5m2 đó. Tiếp theo sẽ là cây số 7 nha mọi người. Cây số 7 cây này nặng lắm, cây này là 7m, thu gọn là 101cm, khối lượng là 680g, độ cứng đọt là 2 ly, độ cứng là từ 3h5 đến 4h đó. Đó cây 7m nè, cây này mà carbon thì bán khỏi chê luôn. Đây cây phép từ 3h5 đến 4h, đọt khá là cứng, cây này coi chừng đọt 4h luôn á, đọt cứng với lắm cứng. Đây, cây này là hàng bãi, hàng bãi Nhật này. Chữ từ lơ từ lâm học chưa hết, như là 4h. Đây vẫn là hàng phép nha mọi người. Hàng carbon thì nó carbon, phép thì nó phép. Tất cả các bóng ok hết, anh em có thể kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng không giống như em đưa lên thì anh em trả lại. Rồi cây cuối cùng, cây số 7 này vẫn có giá là 200k nha mọi người. Ở cây số 8 có giá 200k cộng ship. Đó, đó là tổng cộng 8 cây cần em đưa cho anh em hôm nay. Do đây là lần đầu tiên bán cần nên quay cái xe xuất thì anh em có thể bỏ qua. Mặc giá có cao thấp thì anh em có thể trả giá thoải mái. Không như máy em bán chắc giá, cần thì anh em trả giá thoải mái. Rồi cảm ơn anh em nha.